Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Vâng, bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung. Hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương vậy ạ. Rồi, mời em dạ. Gái giới thiệu. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ngoài lấy Việt Nam. Cái chuyện nó không sao cả, vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi, ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ. Em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút. Cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính. Với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì em đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á. Nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, hỏi luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em rồi không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Đến mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh ạ. Dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ em lấy ông chồng nó về. Xong rồi á, lúc đầu chưa hói. Về em đi, ông quá không thời gian, con cái, cơ máu, gạo, tiền. Ông suy nghĩ của ông hói ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương người đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ, cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi, bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nếu như mà trường hợp mà sẽ dụ lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu miễn có công việc làm, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy tôi yên tâm. Để em chào chị. Rồi chào em. Bên đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng,
muốn đi chơi ấy, thì phải nói rõ như mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe. Khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ, anh yên tâm, anh là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ. Tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Và ghen đúng nha, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt người, mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ, định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À, thì dạ. Tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ, và... nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quỳnh Linh. Chào, chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay ạ. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ, hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Dạ, em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính, có một số nhược điểm cũng giống như anh ấy. Có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong nó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không dạ. Không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa dạ. là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng, anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta kêu tiền cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao không hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi thế em cảm nhận chị? Em, chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi. Dạ, em thấy là hợp với em á chị. Hợp y đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ, đi anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó, bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả?
Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Về cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt. Em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được, mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói là ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay nói quá. Vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu vậy hay lắm rồi. Nha, để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tai nghe. Ủa? Rồi em đeo em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên.